Ngày 25 tháng 3, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã công bố thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Theo sáng kiến do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen công bố, hai bên sẽ thành lập một lực lượng đặc trách về an ninh năng lượng do đại diện của Nhà Trắng và đại diện của Chủ tịch EC điều hành. Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng cho Ukraine và EU nhằm chuẩn bị cho mùa đông tới và giai đoạn sau đó, đồng thời hỗ trợ EU đạt mục tiêu chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Cụ thể, trong năm nay, Mỹ sẽ cung cấp thêm cho EU 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng. Lực lượng này cũng sẽ phối hợp với các nước thành viên EU để hướng tới mục tiêu từ nay cho đến năm 2030. Washington sẽ cung cấp thêm cho khối 50 tỷ mét khối khí hóa lỏng một năm. Giới chức y tế Anh đang hối thúc những người trên 75 tuổi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư sau khi các số liệu mới nhất cho thấy là số người nhập viện do COVID-19 tăng. Số liệu cho thấy số người lớn tuổi nhập viện mắc COVID-19 ở Anh hiện còn cao hơn giai đoạn đỉnh của làn sóng dịch bệnh liên quan đến biến thể Omicron. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho người trên 75 tuổi. Số liệu mới cho thấy tỷ lệ nhập viện trong nhóm người trên 85 tuổi tại vùng England trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 3 là 178,29 trên 100.000 người, cao hơn con số 158,43 vào đầu năm nay. Tỷ lệ những người nhập viện trong độ tuổi từ 75 đến 84 là 74,34 trên 100.000 người, trong khi con số này vào đầu năm nay là 70,3. Mặc dù tỷ lệ nhập viện của những bệnh nhân trẻ hơn cũng đang tăng, song vẫn thấp hơn mức được ghi nhận trong làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra. Cứ bước vào mùa mưa hàng năm thì Cuba lại phải đối phó với nạn cua đỏ khi mà hàng triệu con cua di tản qua quãng đường hàng chục km để đến nơi sinh sản, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân địa phương, song cũng tạo ra một cảnh tượng kỳ thú với du khách quốc tế. Cứ đến mùa mưa xuân, hàng triệu cá thể cua đỏ, đôi khi là cả cua vàng và cua đen, lại bắt đầu hành trình di cư băng rừng tới biển ngoài vịnh Madagascar, bờ bắc đảo Cuba để đẻ trứng Tuy đây là một cảnh tượng kỳ thú đối với du khách, song cũng gây ra những bất tiện không hề nhỏ. Mỗi năm đều có hàng nghìn con cua bị xe cán chết trên đường. Xác của chúng không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, mà lớp mai cứng còn có thể làm hỏng lốp xe. Thế nhưng đa số du khách lại rất thích thú với cảnh tượng ngoạn mục này. Tại Thái Lan, đất nước nổi tiếng với ẩm thực đường phố, kinh doanh mì ăn liền có vẻ sẽ khó gây được sức hút lớn. Tuy nhiên thì tại thủ đô Bangkok, Mới đây đã xuất hiện một cửa hàng bách hóa chuyên về mì ăn liền với đủ màu mã hương vị mang đến trải nghiệm độc đáo. Kể từ khi cửa hàng mì ăn liền Good Noodle được mở cửa tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái, nơi có tới hơn 70 loại mì ăn liền từ khắp châu Á, hàng nghìn khách hàng trẻ tuổi đã đến đây để thưởng thức món ăn này ngay tại chính cửa hàng. Khách hàng có thể tự nấu cho mình trong cửa hàng với giá mỗi suất ăn dao động từ 6 đến 250 baht tương đương từ 0,18 đến 7,5 đô la Mỹ. Mì ăn liền là món ăn cực kỳ phổ biến ở một số quốc gia châu Á vì hương vị thơm ngon, tính linh hoạt, tiện lợi và giá rẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo không nên tiêu thụ quá nhiều thực phẩm này vì nó thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng.